Cái đây bị đánh lửa nổ cầu chì, nổ cầu chì, cầu chì bị nổ. Đây là bị đánh lửa giấc ngủ. Dây này là dây từ dây nguồn từ ắc quy lên, dây nguồn từ ắc quy lên, từ ắc quy lên nó sẽ cho ra là hai dây, một dây qua là qua dây sạc vào, và một dây sẽ đi qua đi lên công tắc, trước công tắc. Khi mà kết nối vào này thì nó sẽ có hai dây nguồn đi vào. Khi mà kết nối là sẽ có hai dây nguồn đi vào PC, và dây màu đỏ này là dây sau công tắc máy, kết nối với dây vàng. Dây vàng này là dây sau công tắc máy, thì đánh lửa và tắt ra để cho bên nó sẽ đánh lửa chạm.